Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin giá vàng. Trong video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ về giá vàng trưa ngày 19 tháng 8 năm 2020. Tại thị trường trong nước, sau khi tăng 1,4 triệu đồng trên một lượng chiều mua vào và 1,65 triệu đồng trên một lượng chiều bán ra trong ngày hôm qua, giá vàng SJC của công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn tại Hà Nội vào trưa ngày 19 tháng 8 đã giảm trở lại 750.000 đồng trên một lượng chiều mua vào và 1 triệu đồng trên một lượng chiều bán ra, và hiện niêm yết ở mức 57,17 triệu đồng trên một lượng đầu mua vào và bán ra. Còn tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng SJC cũng niêm yết ở mức 55,75 triệu đồng trên một lượng đầu mua vào và 57,15 triệu đồng trên một lượng đầu bán ra. Thương hiệu vàng ròng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tính đến trưa nay thì cũng giảm 50.000 đồng trên một lượng chiều mua vào và 100.000 đồng trên một lượng chiều bán ra so với ngày qua. Hiện đứng ở mức 55,13 triệu đồng trên một lượng đầu mua vào và 55,53 triệu đồng trên một lượng đầu bán ra. Trên thị trường vàng thế giới thì giá vàng giao ngay chốt phiên đêm qua tại Mỹ đã tăng 16,7 USD lên hơn 2.000 USD trên một ounce. Thì phiên sáng châu Á sáng nay thì giá vàng hạ nhiệt và giảm về 1.995 USD trên một ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 9 trên sàn COMEX New York giảm 9 USD xuống còn 1.992,6 USD trên một ounce. Giá vàng thế giới phiên thứ ba đã tiếp tục tăng và lấy lại mốc tâm lý 2.000 USD trên ounce, bất chấp chỉ số S&P 500 trên phố Wall có phiên lập đỉnh kể từ khi Covid-19 xuất hiện tại Mỹ. Mặc dù vậy, sang đến phiên châu Á sáng nay thì giá vàng đảo chiều đi xuống do đồng USD đã được phục hồi. Tuy nhiên thì hầu hết các dự báo gần đây đều cho rằng vàng vẫn đang ở trong xu hướng tăng giá dài hạn và có thể lên mốc 2.250 USD vào cuối năm nay. Tại thị trường ngoại hối thì chỉ số USD Dollar Index mở cửa sáng nay đứng ở mức 92,29 điểm. Tỷ giá trung tâm ngày hôm nay, ngày 19 tháng 8, được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.204 đồng, giảm 5 đồng so với ngày hôm qua. Biên độ dao động của tỷ giá USD ở mức 22.509 đồng đến 23.900 đồng trên USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước sáng nay thì niêm yết ở mức 23.177 đồng đến 23.850 đồng trên USD. Tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại lớn như VCB, BIDV và Vietinbank, Techcombank, ACB đã gần như chưa có thay đổi nào so với ngày hôm qua, hiện giao dịch quanh mức 23.090 đồng đến 23.270 đồng trên một USD. Sáng nay thì thị trường Hà Nội, giá USD tự do mua vào khoảng 23.160 đồng trên một USD và bán ra 23.190 đồng trên một USD. Tiếp sau đây xin mời bạn lắng nghe bản tổng hợp giá vàng trên toàn quốc vào trưa nay. Đơn vị tính là đồng trên một chỉ. Giá vàng SJC khu vực thành phố Hồ Chí Minh mua vào 5.575.000 đồng trên một chỉ, bán ra 5.715.000 đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội mua vào 5.575.000 đồng trên một chỉ, bán ra 5.717.000 đồng trên một chỉ. SJC Đà Nẵng mua vào 5.575.000 đồng trên một chỉ, bán ra 5.717.000 đồng trên một chỉ. Vàng BNC khu vực thành phố Hồ Chí Minh mua vào 5.600.000 đồng, bán ra 5.710.000 đồng. BNG Hà Nội mua vào 5.600.000 đồng, bán ra 5.710.000 đồng. BNG Đà Nẵng mua vào 5.600.000 đồng, bán ra 5.710.000 đồng. Vàng Doji khu vực Hà Nội mua vào 5.605.000 đồng, bán ra 5.710.000 đồng. Doji khu vực thành phố Hồ Chí Minh mua vào 5.590.000 đồng, bán ra 5.710.000 đồng. Doji Đà Nẵng mua vào 5.570.000 đồng, bán ra 5.720.000 đồng.
Vàng Bảo Tín Minh Châu, loại vàng ròng Thăng Long mua vào 5.416.000 đồng, bán ra 5.556.000 đồng. Bảo Tín Minh Châu mua vào 5.340.000 đồng, bán ra 5.520.000 đồng. Bản tin về giá vàng trưa nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.